xin chào tất cả các bạn, mình là thùy uyên. và hôm nay với video này uyên muốn chia sẻ cho các bạn cách để có thể chỉnh màu da sao cho về đúng màu da chuẩn và nhanh nhất trước khi bắt đầu vào thao tác trên photoshop thì uyên cho các bạn coi một vài cái palette màu có sẵn uyên đã download ở trên mạng về uyên sưu tập được thì bây giờ với những cái template màu da này, Uyên sẽ nén nó lại và up cái link ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể vào phần mô tả video để tải những cái template này về. Sau đó là các bạn có thể thực hành theo cái hình của Uyên làm trong video này để các bạn coi cái hiệu quả của nó như thế nào. Sau đó là mình sẽ có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hoặc là trong tất cả những cái trường hợp nào mà các bạn cần làm cho khách hàng hoặc là cho bản thân mình. Đây đây là một cái template đầu tiên. Cái này là animation character skin tone thì cái này nó là uh, màu da của những cái nhân vật hoạt hình ạ. Tiếp theo thì đây cũng là một cái màu da cũng khá là đẹp, màu da nhạt nhạt vừa thôi. Cái này có có thể phù hợp với lại người châu Á mình. Còn đây là một cái màu da hồng hơn, trắng hồng hơn thì dành cho những cái cô gái mà các bạn muốn làm những cái hình ảnh tin tin á những cái màu da như thế này. Còn đây là một cái màu da đen. Đó nghĩa là dành cho những người giống như ở châu phi những cái người mà da ngâm ngâm đen đen như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tông màu này còn đây là màu da vàng ở đây là các bạn có thể so sánh một bên là no màu một bên là da sạm hơn đen hơn thì đây là những cái tông màu chính màu chuẩn cho những cái da người của mình còn đây là một số cái màu cũng trắng hồng những cái màu nhợt nhợt thôi chuyên dùng cho hình em bé hoặc là hình những cô gái tin tin các bạn nhìn thấy những cái tông màu nó sáng thì nó sẽ sử dụng những cái màu này. Đây cũng là một tông màu hồng ha. Còn cái này là màu da thật, nghĩa là real skin nó sẽ có những cái từ sáng đến tối từ cái tông màu sáng cho đến tông màu tối của da người mình. Đây cũng là một cái tông màu nhạt hơn, hồng hồng hơn. Shop skin là cái màu nhẹ nhẹ ha. Còn cái này là tan of skin này Thì cái này là những cái tông màu về tối nha Màu tối giống như là cái tông màu hồi nãy lúc mà Màu da nâu á, Uyên mở cho các bạn coi đó Thì Uyên có những cái template này Các bạn sẽ download về và thực hành theo cái video của Uyên Ngoài ra thì Uyên cũng có một vài cái hình ví dụ Với cái hình ví dụ đầu tiên ở đây là hình cô gái chụp với biển như thế này Thì các bạn để ý khi mà với một tấm hình này á Là các bạn nhìn thấy da của cô gái ha Nó không được vàng nghĩa là nó cũng không có tươi luôn, màu da không có tươi Thì với cái màu da này Các bạn sẽ phải chỉnh lại nhìn cho nó da thật hơn Thì đây là cái after sau khi Uyên đã chỉnh Thì Uyên đã chỉnh cái màu da này nó uh, Hơi vàng vàng hồng hồng nhìn nó thật hơn cái màu da gốc ban đầu của mình Bây giờ mình thao tác lại cho các bạn cùng xem để mình biết làm như thế nào ha. Qua một cái file khác cho các bạn dễ hình dung. thế đây là hình gốc của mình. Thao tác để cho các bạn có thể làm là các bạn sẽ sử dụng lasso tool, mình vẽ một vùng chọn, chọn những cái vùng nào mà da nó đều nhau. Các bạn nhớ nha, da đều màu, những cái vùng da đều màu, không có chọn vào vùng tối mà cũng không chọn vào vùng sáng thì thông thường những cái vùng mà da đều màu nó sẽ nằm trong phạm vi này đây uyên đã vẽ một cái vùng chọn theo đúng cái màu da mà uyên cảm thấy là nó đều màu nhất trên hình của mình sau đó là các bạn nhấn ctrl j nhân bản nó lên thì các bạn để ý nè uyên tắt layer bên dưới đi ha đây là cái vùng mà mình vừa mới chọn rồi với cái layer mà vùng da các bạn vừa mới chọn này, các bạn giữ phím Ctrl, click vào trong layer thumbnail để tải vùng chọn ra cho nó. Các bạn thấy à, tải vùng chọn lại. Sau đó là các bạn vào menu Filter, Blur, Average. Thì cái Average này nó là tính trung bình. Có nghĩa là với cái vùng chọn của mình nha, khi mà các bạn chọn Average, nó sẽ tự động tính những cái điểm ảnh trên cái vùng chọn này và nó đưa ra một cái màu trung bình nhất màu trung bình nhất đối với cái vùng chọn này thì đây là cái màu mà chúng ta đã có được thì khi mà chúng ta làm như vậy này các bạn thấy cái kết quả của mình đó, nó cũng gần giống với lại cái game nhỏ nhỏ hồi nãy mà uyên show cho các bạn coi thì khi mà các bạn tắt layer background đi nhìn cái layer này nó là một màu một màu đều nhau ha nhưng mà khi mà các bạn bật layer background lên các bạn thấy cái vùng trên trán này nó sẽ sáng hơn Còn cái vùng dưới má này nó tối hơn Lý do là bởi vì xung quanh nó đang sáng Cho nên là các bạn nhìn thấy nó tối Nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là một màu thôi Bước tiếp theo nữa thì các bạn sẽ mở trong cái Skin Color Palette mà Uyên cung cấp cho các bạn đao vẽ Thì trong cái này các bạn sẽ tìm một cái hình nào mà gần giống với cái màu mà mình vừa mới vẽ ra đây nhất Ở đây chúng ta có hai cái màu thứ hai và thứ ba này nó gần gần tương đồng với cái màu mà mình đang vẽ ra. Thì Uyên sử dụng cái hình này để Uyên so sánh ha. Để ở đây nè, so sánh. Thì lúc này các bạn sẽ tạo một cái adjustment layer là curve. Khi mà các bạn tạo một cái adjustment layer là curve như thế này, các bạn sẽ click chọn vào cái thumbnail của cái curve ở trên layer nha. Mặc định bình thường nó sẽ chọn vào cái layer mask. Thì lúc này các bạn sẽ click vào trong cái thumbnail này để các bạn mở cái bảng curve này ra. Trong cái bảng curve này, các bạn sẽ click vào trong cái ngón tay sau đó là các bạn giữ phím shift alt các bạn đánh dấu vào cái phần phạm vi nào mình muốn sử dụng là màu mẫu thì ví dụ ở đây mình chọn cái màu thứ ba này ha click một cái này các bạn thấy nó đánh dấu là số 1. sau đó là các bạn rê con chuột vào trong cái phạm vi mà hồi nãy các bạn vẽ ra cũng giữ phím shift alt click một cái nó đánh dấu là số 2 lúc này ha nó sẽ hiện cho các bạn một cái bảng info thì nếu mà bạn nào không hiện bảng info có thể vào trong window chọn info ở đây phím tắt là F8 thì với cái bảng info này các bạn thấy nè số 1 có ba kênh màu của số 1 và số 2 có ba cái thông số màu của số 2 rồi bây giờ để hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái màu số 2 này theo cái màu mẫu của số 1 thì bây giờ ha các bạn sẽ giữ tiếp tổ hợp phím Shift và Control. Hồi nãy là Shift và Enter còn bây giờ là Shift và Control. Này. Các bạn thấy này, cái con trọ chuột của mình á, nó là cái hình chất màu, chứ nó không còn là cái hình chất màu có dấu cộng nữa. Nhớ nha, hình chất màu trắng này, Shift và Control nha. Click vào một điểm ở trên gần gần cái số 2 đó. Thì lúc này các bạn nhìn thấy ở trên cái bảng curve của mình, trong ba cái cây màu Red, Green và Blue này, tự động nó sẽ chọn cho các bạn một cái điểm ảnh tương ứng với cái điểm mà các bạn vừa click. Bây giờ các bạn chọn kênh red ha. Thì ở đây chúng ta nhìn so sánh thông số 1 và thông số 2. Thì các bạn thấy nè. cái số 1 ha. Red là 244, cái số 2 của mình red chỉ là 183 thôi. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ chỉnh cái điểm này lên bằng cái số 244 đó. 243 này lên một nấc nữa là 244 ha. Thì cái này các bạn có thể dùng phím mũi tên để mình nhích lên nhích xuống gì đó tùy ý hoặc là các bạn có thể nhập luôn số vào cái iPod này cho nó nhanh. Các bạn kéo lên thì các bạn nhìn ở đây này, số 2 này ha. Cái cột bên phải này 244 nó sẽ bằng cái cột bên trái 244 của số 1 như vậy là ok nha. Rồi, tiếp theo nữa, kênh green với kênh green này, cái điểm màu xanh này, các bạn cũng click chọn vào nó và kéo lên cho nó bằng 191 của bên số 1 kia. Này đang 193 rồi, có thể dùng mũi tên xuống, ấn xuống hai lần thì nó sẽ xuống 191 nè. Cột bên phải 191 bằng cột bên trái 191 ở đây. Rồi tiếp nữa là kênh blue. Với kênh blue này, 190 của mình đang chỉ là 164 thôi. Các bạn cũng kéo lên. 190. Rồi, khi mà có ba cái thông số này bằng nhau thì các bạn thấy ha, cái da của mình ha, nó sẽ hồng hơn. Ở đây Uyên uh, tắt hai layer này đi cho các bạn thấy. Tắt bảng info luôn ha. Các bạn so sánh nè. Before, after. Before, after. Lúc này ha cái da mình nó đã hồng lên rồi. Tuy nhiên là Uyên thấy nó hơi bị uh, rực màu quá. Thì lúc này các bạn có thể tạo thêm một adjustment layer nữa là hue saturation và các bạn giảm saturation đi xuống một chút để nhìn cái da nó thật hơn ha nó đỡ rực màu hơn đó tới đây thì các bạn có thể so sánh before này after trước và sau ha đó là ví dụ thứ nhất bây giờ mình làm tiếp một ví dụ thứ hai Ví dụ thứ hai Uyên có hình cô gái như thế này Và các bạn để ý này với cái da mặt của cô này ha Thì theo như Uyên đánh giá thì đây là một cái da mặt của cô thuộc cái tông màu da tối, da sạm sạm nâu nâu đó Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm cho da mặt của cô này nó nâu hơn Thì cái bước làm cũng giống hồi nãy ha Chúng ta sẽ dùng lasso tool Vẽ một cái vùng nào mà các bạn thấy màu nó đều nhất trên khuôn mặt Ctrl J nè, nhân bản cái vùng này lên. Chúng ta có cái vùng như vậy ha. Rồi tiếp theo nữa, giữ phím Ctrl, click vào layer thumbnail tại vùng chọn để cho nó. Sau đó là các bạn sẽ vào filter blur average. Cái này các bạn nhớ là phải tại vùng chọn rồi mới vô filter blur nha. Tại vì nếu không mà các bạn không có vùng chọn á, thì nó sẽ tính tổng thể của hình luôn. Thì lúc đó cái 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 hình này của mình nó sẽ tính ra điểm màu trung bình là màu trắng, nó không có đúng. Chúng ta có một cái màu như thế này Và vì cô này là da nâu Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ xài một cái tông màu nâu ha Ở đây Uyên có một cái Nè, tăng of skin nè Kéo cái này vào Thì với cái da nâu của cô này các bạn có thể chọn mức kế cuối hoặc là cuối Tuy nhiên là với hình này nó cũng sáng á, Cho nên là Uyên chỉ chọn cái mức mà kế cuối thôi Mức như thế này Các bạn để so sánh ha Chọn adjustment layer curve Chọn vào hình ngón tay ở đây nha. Nhấn phím tắt Shift and Alt, click một điểm vào cái kế cuối này. Sau đó là click tiếp một điểm thứ hai ở trong phạm vi cái vùng mà chúng ta vừa mới tạo đây. Sau đó ha, khi mà đã có hai điểm rồi, có bảng info để so sánh rồi thì lúc này chúng ta sẽ giữ Shift Control click một cái điểm để trích màu trong cái gần số 2 đó. Rồi bây giờ với cái bảng Red, Green, Blue này cũng có một cái điểm chúng ta đã tạo sẵn ở đây này. Các bạn cũng so sánh ha. Bên này 182, bên này 186 thì chúng ta sẽ giảm xuống một xíu cho nó bằng 182. Green này, 131, bên này là 107. Các bạn cũng giảm cái green này xuống 107. Blue, bên phải 111, bên trái chỉ là 62 thôi. Các bạn chọn kênh blue cũng giảm cái này xuống 62. Rồi đến đây thì các bạn nhìn thấy không? Da mặt của cô này cũng đã theo một cái tông màu tối rồi. Chúng ta tắt hai cái layer này đi. So sánh này, before after. Nó ra được một cái tông màu cho da da nâu ha, rất là đẹp. Thì trường hợp này á, là nó đang ám lên toàn bộ hình luôn. Các bạn thấy không? Cái background nó cũng tối hơn và áo rồi mọi thứ nó đều tối hơn hết. Cho nên là bây giờ các bạn có thể là tô màu đen vào cho cái layer mask này. Sau đó là các bạn dùng brush màu trắng Các bạn tô lên phần da này để lấy lại cái phạm vi phần da thôi Còn những cái phần khác thì các bạn cứ để cho nó như cũ ha Nó không ám vào Rồi, các bạn có thể so sánh nha, before after, chúng ta có được một cái màu da nâu rất là đẹp. Về lấy một ví dụ thứ ba ha, Với ví dụ này các bạn thấy không đây là một em bé người châu Phi rất là đen. Thì với cái tông màu nếu mà thông thường á đối với lại người châu Phi á người ta sẽ có là cái da càng đen nó càng đẹp. Và các bạn thấy để ý là cái màu đen của họ rất là bóng chứ họ không phải đen mà nhìn dơ dơ đâu. Đen rất là bóng và nhìn cái màu nó đẹp lắm. Thì bây giờ với cái màu của em bé này ha chúng ta cũng làm y chang như vậy luôn. Dùng lát sô này vẽ ra một cái vùng da đều màu ở đây là vùng sáng nha chúng ta không vẽ chúng ta chọn những cái màu vùng da đều màu nhất rồi Ctrl J nhân bản lên các bạn giữ phím Ctrl click vào layer thumbnail tại vùng chọn ra cho nó sau đó vào menu filter blur average đây ha có một cái tông màu đen tối tối cho hình thì lúc này các bạn sẽ chọn một cái template là da đen. Ở đây bên có này, Brow Skin Baby. Với em bé này, da đen, thì bên sẽ chọn cái tông màu đen nhất luôn, màu tối như thế này luôn. Các bạn vào trong Adjustment Layer, Curve, chọn hình ngón tay ha. Sau đó là giữ Shift and Delete, click vào cái vùng tối nhất này. Có được điểm thứ nhất. Click vào cái vùng mình vẽ đây là điểm thứ hai. Rồi, sau khi có hai điểm như vậy, các bạn sẽ chọn vào trong cái Adjustment Curve ở đây này. Nhớ nhận đừng có chọn vào Layer Mask, các bạn chọn vào cái Adjustment ở đây. Dùng ngón tay nè, Shift Control, click vào cái điểm gần số 2 này. Sau đó là các bạn mở ba kênh Red, Green và Blue ra. Nó sẽ có một cái điểm mà chúng ta vừa mới chọn đó. Thì bây giờ ở đây đang là 88 và cái vùng số 2 này là 154. Thì các bạn sẽ kéo cái điểm màu đỏ này xuống một cái mức 88. Rồi, kênh green 47 100 thì chúng ta sẽ kéo cái điểm green này xuống 47. Tiếp ha, kênh blue 38 86 thì chúng ta vẽ tiếp cái kênh blue này xuống một cái mức 38. Rồi. 884738 bằng nhau rồi ha. Tắt hai cái layer này đi. Đó lúc này các bạn thấy không? Before after. Đó, chúng ta có được một cái màu da của em bé rất là đen. <laughs> Còn nếu mà bạn muốn cân chỉnh tiếp cái màu da này lên á, các bạn có thể về lại kênh RGB này, chỉnh cho cái màu nó sáng hơn. Ánh sáng cho nó sáng hơn, tùy ý ha. Đó các bạn có thể cân chỉnh tùy ánh sáng lại. Tuy nhiên là cái màu da nó sẽ đưa về được đúng cái màu da nguyên thủy của em bé này là một màu da đen như thế Rồi ví dụ tiếp theo Uyên có một cái hình cô gái như thế này Thì bạn thấy da mặt cũng được xử lý khá là mịn rồi Tuy nhiên là về cái màu á, thì nó vẫn còn hơi nhợt nhẹt. Thì nếu mà các bạn muốn chỉnh lại màu da của cô này, cũng làm giống y chang như hồi nãy ha. Uyên làm thử cho các bạn coi luôn Lasso tool này vẽ ra một cái vùng da mà đều màu nhất Ctrl J nhân bản lên. Giữ Ctrl, click vào layer thumbnail để tải vùng chọn. Filter, Blur, Average. Bỏ vùng chọn đi ha. Chúng ta có một cái hình như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn tông màu da cho cô này như thế nào. Ví dụ, ha, Uyên chọn một cái tông màu da vàng vàng nha. Rồi ví dụ như thế này Chọn cái tông màu da hơi vàng vàng như vậy đi Có thể là số 1 hoặc số 2 ở đây Curve Chọn vào cái thumbnail của Adjustment Dùng ngón tay nè Shift Antelet Click vào cái vùng sáng này đi Rồi click tiếp vào cái phạm vi này Sau đó là Shift Control Click vào Kênh Red nè, so sánh nha, 216, 255 thì lúc này chúng ta tăng lên thành 255. Kênh green nè. À? 217. Kênh blue ha. 194. Rồi, tới đây các bạn thấy ha, mình sẽ có một cái tông màu da nó hơi vàng vàng đỏ đỏ uyên thấy nó cũng hơi bị rực quá mình sẽ cho một cái saturation nữa mình giảm saturation đi xuống một chút các bạn có thể rút hai cái layer này lại ha so sánh này before after nó hơi sáng đó các bạn có thể mở cái curve này lại trong kênh rgb các bạn chỉnh cho nó tối xuống một chút Ví dụ như vậy, thì bây giờ với cái group này, các bạn chỉ muốn áp lên cái vùng da thôi, không muốn áp lên xung quanh. Các bạn có thể giữ phím Enter, click Add Layer Mask, nó sẽ cho một cái layer mask màu đen như thế này. Và các bạn dùng brush màu trắng tô vào phạm vi da mặt thôi. Cái tay nữa ha. Rồi các bạn có thể so sánh Before, After các bạn có thể thử cái cách này trên nhiều cái hình khác nhau, nhiều ví dụ khác nhau để có thể coi xem là những trường hợp như thế nào chúng ta áp dụng vào cho nó đẹp. tuy nhiên là với những tấm hình mà theo như uyên thấy là các bạn chụp chân dung á, giống giống như hình này này, mà các bạn chỉnh cái tông màu da như thế này, nhìn nó rất là thật, nhìn rất là thật thì lúc đó cái da mình nó sẽ đẹp hơn và cái màu nó chuẩn hơn. thì những cái skin tone, những cái màu mà template mà uyên đưa cho các bạn á là những cái màu mà uyên đã sưu tầm được, thì đây là những cái màu mà uyên cảm thấy là nó đẹp tuy nhiên là bạn vẫn có thể tự tìm ở trên mạng những cái màu khác hoặc là những cái hình nào mà các bạn thấy là người ta chỉnh màu da đẹp á cũng làm cái cách giống như vậy này các bạn đo theo những cái thông số đó thì mình có thể chỉnh cái màu da của mình theo giống giống được với cái màu da mà họ đang làm tuy nhiên là các bạn nhớ nha cái thông số của mình cái sự chênh lệch giữa cái màu da của mình và cái màu da mà các bạn lấy làm mẫu á thì cố gắng là đừng đừng để nó chênh lệch quá nghĩa là ví dụ như là một cái da màu trắng mà các bạn chuyển thành da màu đen hẳn luôn nó chênh lệch quá thì theo cái cách này nó không chính xác lắm cái cách này nó chỉ là giống như cái màu da nó hơi lệch một chút xíu rồi các bạn đưa về đúng cái màu da của nó thì nó sẽ ok còn chênh lệch quá thì uyên cảm thấy là nó không được chính xác lắm nếu bạn thích video của Uyên, vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé cũng đừng quên subscribe kênh YouTube để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe các bạn, click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.